Đây thì đến với cách bung đầu tiên, đó chính là những cách bung ở C1 nha các bạn. Rồi chạy đi bố. Ở đâu? Giờ đi qua Snow nha. Ủa? Là C1 dữ chưa? Farm đâu vậy? Này nè, cái bãi này nè. Ồ, là farm một lần nguyên cái bãi bự vô luôn. Không. Chứ sao? Lên đây nè, lên cái cục đá này nè. Không biết của mình rồi, rồi mình dùng cái lỗ bút mà. Cái này bự. Mà đánh đúng, tránh ra đi. Rồi, rồi giờ đến thử nha. Biến hung mạnh lên đúng không? Rồi sau đó là sử dụng lỗ bung nghe lại bự. Bùm. Rồi, quất. Rồi, bây giờ mình sẽ áp ca đây 5 phút thử xem coi là mình sẽ farm được bao nhiêu Billy nha các bạn. Đây, là phải áp ca đây 5 phút thiệt luôn hả? Có cách nào mà mình farm skip không các bạn? Thì sau 5 phút mà farm cuối cùng mình đã lên được tầm khoảng 20k Billy. Có nghĩa là trong vòng 1 tiếng chúng ta có thể lên được 240k Billy nha. Thì đây chính là một con số cực kỳ thấp luôn. Đây, nghĩ sao anh kêu em chỉ cái lỗ bung farm Billy siêu nhanh, em chỉ cái lỗi gì vậy? Farm tới già luôn, chưa được mắt Billy nữa. Vậy đây em dẫn anh sang cái lỗi khác kiếm được nhiều hơn nữa. Đâu? Ui, đâu vậy? Giờ mình về C1 nha. Ê, C này là C3 mà. Em quên. Rồi, giờ C1 nè, lỗi tiếp theo là gì vậy? Giờ mình sẽ lên trên thiên đàng nha. Rồi, rồi, anh biết cách farm luôn rồi. Cái này vô cái kim tự tháp để lượm gương đúng không? Hùng, cái này nè. Ủa? Đây nè, đó. Kim tự tháp nó có gương không nội? Đây nè. Ủa, sao không vô kim tự tháp lượm gương? Lượm này được 3.000 Billy. Wow. Rồi, xong rồi sao nữa? 3.000 Billy thôi hả? Rồi, giờ mình vô đây nè, thấy hai cái lỗ không? Anh bên lỗ kia đi em. Vậy sao? Nãy anh nói vô kim tự tháp em không chịu. Nãy em phải kim tự tháp. Ủa? Ồ, vậy là trong đây mình có thể lượm được 11 cái gương là 11k Billy một lần lượm. Ồ, vậy là sau khi mà tụi mình lượm xong hết mấy cái gương đây, tụi mình có thể hop server để nhặt tiếp mấy cái gương nữa. Ok, thì bây giờ để mình xem coi là trong vòng 5 phút mình có thể lượm được bao nhiêu cái gương từ cái cách farm Billy này của Vidac nha. Rồi, chuẩn bị. Tất cả sẵn sàng, 1 phút 30 giây. Bắt đầu rồi, tôi cấy đi. Cấy đi chị, cấy đi. Đúng rồi. Cấy đi càng nhanh càng tốt. Cấy dày vào. Cấy tất cả số mã luôn. Nhanh lên. Càng nhanh càng tốt. Cố lên. Đồng hồ vẫn đang chạy và công việc vẫn cứ tiến hành. Chúng ta chờ xem. Lấy mã đi, lấy mã. Ai nãy giờ anh đi lượm gương cái anh cảm thấy anh master cái trò này vậy. Ôi. Xe bò này đang không luôn rồi. Vậy là cũng có người biết cách farm được của em rồi Phúc ơi. Rồi, vừa đủ 5 phút luôn. Thì sau 5 phút số Billy mình farm được đó chính là 44k Billy. Oh my god, không ngờ là nhiều vậy luôn á. Vậy là ở C1 với cách farm này của Vidac thì chúng ta có thể farm được 44k Billy trong vòng 5 phút. Mà thậm chí là hồi nãy mình có một số server kiểu là không có gương trong đó luôn. À, coi bộ cách này của em cũng hiệu quả đó nha Phố. Cách đó là còn bình thường thôi, còn cách khác tiếp theo nữa. Vậy thì bá đạo hơn luôn, thiệt luôn, rất còn cách nhiều bá cách đạo luôn. Luôn. Ừ, bá đạo hơn 10.000 lần luôn. Trời, phải vô server Vidac liền thôi. Oh, hello Vidac. Ê, em trùng màu với cục gỗ vậy. Không có cái áo mày là tụi em cục gỗ luôn rồi đó. Tao không chỉ mày bây giờ đó. Thôi xin lỗi đại ca, chỉ em đi. Vô tiếp theo là ở đâu vậy? Bây giờ mình sẽ qua đảo Bucky nha. Let's go, đảo Hải Tặc. Ở đây farm gì? Ở đây farm Bucky hả? Ở đây nè, nó có cái gương màu xanh VIP slip luôn. Ồ, lượm được bao nhiêu tiền ta? Trời, 2.000 Billy. Trời ơi, cái gương ngoài này nữa hả? Là nhiêu? 900. Ở trong cái gương ngay kế bên cái đất step nữa nè. Đâu? Đù. Ờ, vậy nãy giờ là 4.000 Billy rồi đó. Rất là nhiều luôn á, nhanh nữa. Rất là nhanh, nhặt có 3 cái gương thôi mà được tiền bằng bên kia luôn rồi. Là 5.000 Billy một lần luôn. Ồ, nhưng mà cái cách này á thì mình sẽ đỡ phải chạy đi hơn. Tại hồi nãy lúc mà anh spam ra nó ở xa vãi. Thậm chí là cái chỗ này nó còn có gương màu xanh nước biển nữa. Mình nghĩ là nó có thể farm được nhiều tiền hơn cái hồi nãy chắc chắn lun. Chỗ này là dành cho mấy người mà yếu yếu thôi. Còn chỗ này nếu mọi người có sức mạnh thì mình sẽ qua bên. Qua đâu? Qua bên Marine Fortress. Ồ. Ở này chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ với con này nè. Nhận nhiệm vụ con boss hả? Còn nếu anh thích thì bấm vô cái này nè, 50.000 Billy luôn. Rồi, chúng ta sẽ giết con này là chúng ta sẽ được 30.000. Ừ, sao Billy nó nhiều vậy? Ở C1 mà nhiệm vụ về nhiều Billy vãi luôn đó. Ê, được 30.000 Billy. Đúng. Trong vòng 2 giây vậy thôi. Đúng rồi, chỉ cần quẹt cái gì thôi nè là chết, là 30.000 Billy. Ui, dễ vậy? Ê, vậy để anh thử làm cái này trong vòng 5 phút thử nha. Hồi nãy em có thấy cách anh quýnh con boss đâu, để anh cho em coi lại nha. Nè, coi nè, okay. Coi nè. Con boss nè nha, chữ boss rõ ràng nha. 1 quẹt, 2 quẹt, 30.000 Billy. Là 2 quẹt lần đó ha. 2 quẹt là 30.000 Billy luôn á nha. Đỉnh vãi, hình như chưa đầy được 2 giây nữa. Chắc chưa 1 giây luôn á. Ờ, cái farm này bá đạo nha. Cách farm này thì ok á. Ờ, nếu như mà bạn nào mà kiểu chưa có mát bounty có thể farm ở đây nữa đúng không? Farm bounty đây luôn. Ê, ê. Đù. Ôi, được cái gì nè? Quad là cái gì? Cái áo tròn. Ôi, được cái item mới đó các bạn ơi. Quad. Anh đã trở thành lính hải quân rồi.
ngay từ nhỏ được huấn luyện để trở thành một đấng hải quân. Bắt hải tặc là để đấy. Anh đang làm hải tặc. Ủa anh là băng gâu trắng mà. Ê, giết nó. Ôi dạ, em khát máu vậy Phúc. Mình chỉ làm nhiệm vụ thôi mà. Cái bản sang Belly gần 50.000 đó là anh. Thì không 891 Belly à, mày cũng giết người ta nữa. Giết nó đi. Thằng Vedac nó không còn là con người nữa rồi các bạn ơi. Ok, thì cuối cùng 5 phút đã trôi qua rồi các bạn ơi. Để xem coi là trong 5 phút đó mình đã farm được bao nhiêu Belly nha. Thì sau hồi ngồi tính toán cùng với Vedac, con số mà mình đã farm được trong 5 phút đó chính là 300.000 Belly. Ồ, cũng nhiều đó. Theo mình nghĩ thì đây chính là một con số cũng khá là khủng khiếp. Gì vậy trời? Cái cầu thang này đi lên không được hay gì á. Vậy nếu như mà các bạn farm cái nhiệm vụ này liên tục trong vòng 1 tiếng thì các bạn sẽ kiếm được tầm khoảng 3.6 Belly. 3.6. 3.6 hả? Ồ, vậy là chỉ trong vòng 1 tiếng thì các bạn có thể kiếm được 3.6 Belly bằng một con boss ở C1 thôi nha. Trời ơi, phúc. Cách hồi nãy bá đạo quá, giờ em còn cách nào farm nhanh hơn nữa không? Này farm cũng nhanh đó nhưng mà anh phải mạnh nha. Phải mạnh hả? Anh mát level rồi mà. Giờ anh sẽ qua bên đảo nóng lạnh. Rồi đi đâu nữa? Ây da. Ok, giờ anh sẽ nhận cái web đánh cái con hút thuốc đó. À nhờ em dụ con smoker hả? 20k Belly luôn. Nhưng mà khi đánh chúng ta tổng cộng sẽ được 60k Belly một lần lận. 60k Belly là nhiều gấp 3 lần con boss hồi nãy luôn. Đúng rồi. Trời, ủa mà giờ ở đâu? Nó chưa spawn. Rồi, đơn giản thôi, nếu như mà nó không spawn thì các bạn phải làm gì? Đương nhiên là hop server rồi. Bây giờ mình sẽ hop server trong vòng 5 phút để coi là mình có thể farm được bao nhiêu Belly với con boss này ha. Rồi, đến với server đầu tiên nha các bạn. Nói chung thì mấy cái cách làm của Vedac chỉ thì mình tin tưởng tuyệt đối luôn, kiểu như là rất là xịn. Nãy giờ ba bốn cách là thấy cái nào cũng bá đạo hết trơn á. Rồi vô quất. Ủa bắt đầu. Hình như nó định công hay sao á. Ủa sao không có server nào có boss chưa nha Phúc? Gán đi, kiên trì đi. Không sao các bạn ơi, có công. Ôi boss kìa mày. Ủa thì nãy giờ gần 5 phút mình chạy trong tất cả server luôn nhưng mà mình vẫn không thể nào tìm được con smoker. Ôi thậm chí là mình còn bị disconnect nữa. Cây khoa. Phúc ơi, em còn cách nào nữa không vậy? Cách này nhiều Belly nhưng mà bây giờ anh không farm con boss nào hết. 5 phút của anh đã trôi qua cách vô nghĩa rồi. Ok, vậy cách tiếp theo á, chúng ta sẽ đi săn quái vật biển. Ui, si biết hả? Chọn, sẽ kiếm được rất là nhiều tiền luôn. Chúng ta sẽ qua Tikal Boss, chúng ta sẽ đi qua cảng phía sau đây nè. Chọn. Rồi, vô mua thuyền bay nãy đi. Đi thôi, let's go. Anh sẽ đứng ở mũi tàu nha, anh là hoa tiêu của băng hải tặc. Rồi, mình đang khá có duyên con cá mập này để xem là một con cá mập này sẽ cho mình bao nhiêu tiền nha các bạn. Quýnh phụ nha Phong. Ok, em đang bút xin nhắn nha. Mày, 2-1, không chột cũng què. Rồi, anh sắp lẫm rồi Phong ơi, anh sắp. Rồi, anh sắp đi rồi Phong ơi. Chạy đến hiền, lấy hiền, chạy ra chỗ khác đi. Không, được, anh còn quýnh được. Chạy đi, chết nữa bây giờ. Chạy đi mà xếp. Rồi luôn. Đánh không nổi thì được có đánh. Ăn nó nè. Đu. 54k Belly. Vậy tính ra con này cũng đâu có nhiều đâu ta. 54k Belly chắc không đủ nhét cái răng nữa. Đó. Ui gung chấn. Ôi cái này chỉ cần có 2 kill quan sát là được. À giờ cứ spam vô giữa thôi. Ui, hoạt động luôn rồi. Anh biến hình V4 rồi Phúc ơi. Sức mạnh của anh chàng trề quá. Một con. Ui, 300k một con hả? Đúng, cái này nhiều lắm. Cái con nãy là bắt buộc phải săn nó tại vì nó đánh mình hồi. Ui, 300k tiền một con xe buýt. What the hell? Mày ui. Nhà nào mới có 1 phút hả? Thì hồi nãy mình vừa được 400k Belly một con Seabit. Vậy có nghĩa là ba con Seabit hồi nãy nó cho mình tới 1.2 triệu Belly lận. Là trong 5 phút nó có thể kiếm được 1.2 triệu Belly. Rồi tính ra cách này anh thấy cũng ngon chứ Phúc. Đi Phúc. Nó chặn đường em rồi. Chạy đi Phúc. Dính rồi, chạy dính đi. Cái càng rồi. Chạy đi em. Hên quá thiệt mình vậy mà không chìm ha. Ôi Phúc, em lái tàu kiểu gì vậy Phúc? Ý nói chung là cái cách này cũng khá là hay đấy các bạn. Nói chung là cách này cũng farm khá là ngon nha. Thì đến với cách tiếp theo, em còn cách nào nữa không? Còn một cách nữa dễ hơn. Sẽ qua bên Mansion nha. Ôi, để nhặt trái táo đúng không? Đù, táo dây. Con boss đánh gây cây Yama. Ủa, Tsukita chứ. Con Long Ma đúng không? Ủa, con đó có nhận nhiệm vụ đâu mà farm. Nhưng mà nó cho nhiều Belly lắm. 400.000 Belly luôn. Chắc không vậy, một con boss mà cho 400.000 Belly em giỡn hả? Nó đâu phải là C-Beat đâu, nó đâu phải là Mr. Beat. Nè, ở đây có gương nữa nè, trong lúc đánh nó được nhặt gương nữa. Ồ, chuẩn hay ta. Gọi thêm cái gương kim cương bên đây nữa là... Đù. 20k Belly đó, mới vô là được 20k Belly rồi. Rồi, đầu tiên khi bạn vô, các bạn chỉ cần 3 cái gương bên đây. Và tiếp theo thì các bạn sẽ solo với con boss Long Ma này. Mày. Ê, mà con boss này yếu vậy mà 400k Belly hả Phố? Em giỡn hả? Nghe cũng hơi nghi ngờ với các bạn, nhưng mà không sao, mình là người tin Vedac tuyệt đối mà. Chắc Vedac không nói xạo mình đâu.
Thôi kết liễu. Mày 47.000 belly là sao ta? Ta chôn. Được thôi. Nhưng mà cũng được 70k belly mỗi lần đánh á. Thôi giờ anh sẽ thử đi farm trong vòng 5 phút coi được nhiêu belly nha. Con boss đã quýnh đau quá, anh sắp thua nó rồi. Mày. Ui, lần này được 54k luôn nè. Ngó, vậy là gần 100k mỗi lần luôn chứ gì. Ủa sao tính ra 100k được hay vậy? Này làm tròn cái 30k luôn ta. Kiểu em đi thi 3 điểm về cái mẹ hỏi nhiêu làm tròn lên 10 luôn. Ok, vậy là sau 5 phút số belly mình farm được đó chính là 244k belly. Mình không biết lý do tại sao nhưng mà nó lại thấp belly hơn cái con boss ở C1 nữa. Theo mình nghĩ thì chắc là do đánh con boss này quá tốn thời gian. Trong khi ở C1 thì chúng ta chỉ cần 2 quẹt là đã đánh bại được con boss rồi. How to cách sò đúng không? Đúng rồi, sẽ qua bên How to cách sò. Rồi sao nữa? Rồi mình sẽ đi lên trên đó đó, lên cái chỗ cao nhất. Em định sử dụng con Kitsune đó, em leo lên cọc cờ thiệt luôn hả Phô? Coi sức mạnh của anh nè, sao em lấy được? Kho báu của anh Bi là của ta. Ồ, trên đây là chúng ta sẽ có 3 cái gương kim cương nha. Coi, một gương thì được 11k belly. Vậy là 3 gương sẽ được 30k belly. Nhưng mà cái khoảng cách từ ở dưới đó mà ba chỗ này mình nghĩ là khá là lâu nếu như mà các bạn không có trái like nha. Tới nè. Em tới là anh lụm hết gương mẹ rồi. Nhưng mà chỗ này xa quá Phúc ơi. Anh nghĩ là chỗ này bay lên nếu mà không có trái like là lâu lắm á. Vậy thôi, hết cách rồi. Đâu còn cách nào nữa đâu. Ok, vậy là bị đắc đã không còn chỗ farm bí mật nào để giấu anh em tụi mình nữa rồi. Thì theo mình thấy á, để farm được 3 cái gương chỗ này mình phải chạy một khoảng đường khá là xa. Nên là tổng kết lại video này thì theo mình cảm thấy là chỉ có một số chỗ farm khá là ngon như là chỗ farm của con Smoker hoặc là con boss ở C1. Còn mình nghĩ top 1 của cái video này thì chắc chắn là đi farm Seabeard rồi. Nhưng mà cái vụ farm Seabeard thì cũng khá là nhân phẩm ha. Rồi bài học hôm nay là gì? Bài học hôm nay là có làm mới có ăn. Còn không làm mà muốn có ăn thì lên shop Crazyland nha các bạn ơi. Quá dễ luôn ha.